Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trọng Chính giành nhau Nguyễn Hòa Bình chưa chọn được Minh Chủ. Nguyễn Hòa Bình là một tên tuổi mà người dân Việt Nam không thể nào quên. Tên tuổi của ông ta gắn liền với vụ án Hồ Duy Hải. Hình ảnh ông ta gắn với việc chà đạp lên luật tố tụng hình sự, vi phạm nghiêm trọng quy tắc suy toán vô tội. Ông Nguyễn Hòa Bình là chủ tọa phiên giám đốc thẩm, cũng chính là người từng quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm và phúc thẩm đối với ông Hồ Duy Hải. Ông đóng vai trò là người buộc tội Hồ Duy Hải với chức vụ là viện trưởng viện kiểm sát vào hồi năm 2011. Kể từ năm 2016 tới nay, ông Nguyễn Hòa Bình là chánh án tòa án nhân dân tối cao và là người chủ trì trong 3 ngày xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải hồi đầu tháng 5 năm 2000. Các luật sư đã nói luật pháp không cho phép làm vậy. Vì điều ông Hoàng Bình bác hồi năm 2011 lại vẫn cùng vấn đề mà ông lại đứng ra chủ trì quyết định trong phiên giám đốc thẩm. Ông Nguyễn Hòa Bình đã đóng hai vai, vừa vai trò buộc tội vừa vai trò kết án, là một hành động vi phạm pháp luật và cả vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Điều này không đảm bảo tính độc lập của ngành tòa án. Sự nhập vai hai lần được ví như là vừa đá bóng vừa thổi còi. Điều đáng nói là việc kết luận sai trái trong phiên tòa giám đốc thẩm ấy, ông đã lôi kéo cả hội đồng thẩm phán 16 người cũng phải gật theo ông. Sai trái rõ ràng như vậy nhưng không một ai phản đối cả. Nó cho thấy phiên tòa lúc đó mang một hình ảnh một vở kịch của các diễn viên diễn rất đồng lòng. Nếu là tòa án độc lập thì không bao giờ xảy ra 100% đồng tình với cái án sai như thế. Sau vụ xét xử, người dân cứ nghĩ rằng ông Nguyễn Hòa Bình sẽ bị khiển trách nặng, nhưng hoàn toàn không phải là như vậy. Cả bộ máy tuyên truyền, báo chí bênh vực cho ông thì đủ biết điều đó. Ông Nguyễn Hòa Bình sẽ không sao cả. Điều này làm cho người dân yêu công lý rất thất vọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình trong bộ áo thẩm phán xử giám đốc thẩm Hồ Duy Hải. Với giới am hiểu thì người ta biết rằng việc xét xử trái luật vô đạo đức của ông Nguyễn Hòa Bình là vì mục đích chính trị, nghĩa là ông Nguyễn Hòa Bình trắng trợn chà đạp lên luật pháp là để bảo vệ cái sai trong hệ thống tư pháp. Cái sai ngay từ người công an điều tra, rồi nối tiếp cái sai của tòa án hai cấp. Luật pháp qua tay ông Nguyễn Hòa Bình, người ta chỉ thấy nổi lên một nguyên tắc, đó là nhà nước luôn đúng. Oan sai cũng từ nguyên tắc đó mà ra, sự an toàn cho chế độ cũng từ nguyên tắc đó mà ra, và sự an toàn cho lãnh đạo cũng từ đó để vận ra. Dư luận cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình đang tích cực quảng bá thương hiệu đối với người chủ nhân mới của ông. Trong phiên tòa xét xử, không phải chỉ là một mình ông Nguyễn Hòa Bình quyết đạp lên ép chết Hồ Duy Hải, mà toàn bộ 16 thẩm phán khác cũng đều giơ tay ủng hộ, đã khiến tòa án thắng áp đảo viện kiểm sát. Đây là một dấu cho thấy không hề có tính độc lập trong phiên tòa giám đốc thẩm này, và tệ hơn, nó cho thấy ông Nguyễn Hòa Bình có khả năng điều khiển 16 vị thẩm phán kia để răm rắp làm theo lệnh của ông, nghĩa là khả năng điều hành thuộc cấp, dám làm điều sai trái. Phải nói đây là một phẩm chất mà người lãnh đạo nào cũng cần đến ông. Vấn đề khó nhất của nhóm lợi ích là sự đồng thuận của những thuộc hạ cấp dưới. Nếu nhóm lợi ích nào kéo được ông Nguyễn Hòa Bình về phe mình, thì phe đó có lợi thế về quân tướng đồng lòng. Hành xử đúng mực và đúng quy định pháp luật làm mọi người đòi theo, là mọi người ủng hộ là chuyện bình thường. Và hành động sai trái, trắng trợn và tiếp tục chà đạp lên pháp luật mà khiến mọi người răm rắp nghe theo thì đó mới cho thấy năng lực mua chuộc, đe dọa của người đó như thế nào. Giữa các nhóm lợi ích thì người ta sẽ không đối xử công bằng, đúng đạo đức và đúng luật với nhau. Nếu làm vậy thì không gọi là cấu kết nữa mà là sống chuẩn mực. Được biết, thời kỳ xử án Hồ Duy Hải là lúc mà Bộ Chính trị đang đấu tranh gay gắt để chọn người cơ cấu cho Đại hội 13. Vấn đề của ông Nguyễn Hòa Bình là thể hiện bản thân như thế nào để các sếp trên nhận thấy rằng họ cần có một con người, nhưng Nguyễn Hòa Bình phụ tá cho họ trong những vấn đề gai góc sắp tới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình và ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng nhân danh công lý để đốt lò, tuy nhiên bản thân ông Trọng lại đang tín nhiệm Tô Lâm, một con người xem thường luật pháp, làm cánh tay đắc lực cho ông, và đương nhiên Nguyễn Hòa Bình cũng sẽ nhận ra điều đó.
Làm sao mà khi cần thì trà đạp lên pháp luật quốc tế, bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh thì Tô Lâm cũng ra tay ngay và luôn, dù biết bắt cóc là trái pháp luật trên đất nước châu Âu mà vẫn làm. Đấy là sai, được trọng dụng chứ có phải làm đúng mà được trọng dụng đâu. Làm sai mà mang lại lợi ích cho đảng, mang lại lợi ích cho người chủ của mình thì trong quan hệ cung đình nó còn giá trị hơn những người ngây thơ làm theo hiến pháp và pháp luật. Tô Lâm đã thể hiện thì tại sao Nguyễn Hòa Bình không thể thể hiện tương tự để quảng bá hình ảnh bản thân của mình? Nguyễn Hòa Bình hoàn toàn có thể, và cuối cùng ông ta đã làm điều đó mặc dù người dân phẫn uất. Thành quả là gì? Cũng giống như cầu thủ đá bóng, khi thể hiện xuất sắc trên sân cỏ thì ông chủ lớn sẽ săn đón và cầu thủ đó trở nên đắt hàng. Nguyễn Hòa Bình cũng vậy, chỉ trong một phiên tòa xét xử giám đốc thẩm mà ông đã cho Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính thấy rằng họ cần có ông. Mà khi người ta cần ông thì người ta sẽ o bế nâng đỡ để ông đồng ý về đầu quân cho họ. Trong chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay có thể tạm chia làm hai thế lực mạnh, một thế lực cũ và một thế lực đang lên. Thế lực cũ là thế lực Nguyễn Phú Trọng, thế lực đang lên là thế lực Phạm Minh Chính. Các kỳ đại hội trung ương trước thềm đại hội 13 là các cuộc bàn bạc chọn nhân sự cho nhóm, tranh chấp nhân sự và ngã giá với nhau để có người này người kia về phe của mình. Nói chung, hầu hết những cuộc ngã giá đó đều là vấn đề của hai thế lực này mà thôi. Vụ giám đốc thẩm chưa làm xã hội hết bất bình thì ngày 31 tháng 1 năm 2021, trong danh sách Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 13 công bố chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình được một ghế vào Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một quan chức như ông Nguyễn Hòa Bình đã được tưởng thưởng bằng một chức vụ rất cao trong hệ thống cấp bậc của Đảng Cộng sản Việt Nam như vậy. Và kết quả này làm cho mạng xã hội dậy sóng vì quá thất vọng. Nhiều người đã mất niềm tin vào công lý và vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại phiên giám đốc thẩm, ông Nguyễn Hòa Bình cũng bác bỏ đề nghị lật lại hồ sơ của Hồ Duy Hải, nói rằng không có tình tiết oan sai trong quá trình điều tra xét xử vụ án này, bất chấp nhiều tình tiết sai sót nghiêm trọng trong quá trình điều tra đã bị các luật sư chỉ ra. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, cũng rất cần người như Nguyễn Hòa Bình làm cho chính phủ. Đến ngày 12 tháng 1 năm 2021, khi báo cáo về công tác của các tòa án trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình còn khẳng định rằng trong nhiệm kỳ không xảy ra án oan hình sự, rằng việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào kết án oan cho người không có tội. Muốn dùng vụ án Hồ Duy Hải để chứng minh mình là một ôn quân thực thụ dẫn tới thành công mỹ mãn cho Nguyễn Hòa Bình. Được vào Bộ Chính trị là thêm quyền lực với phẩm chất như thế. Ông Nguyễn Hòa Bình là mục tiêu chèo kéo của phe ông Nguyễn Phú Trọng và phe ông Phạm Minh Chính. Vì quá đắt hàng cho nên ai cũng giành thì ông Nguyễn Hòa Bình tới giờ vẫn chưa có bến đỗ. Và hiện nay ông Nguyễn Hòa Bình có 3 nơi để đầu quân. Nơi thứ nhất là Ban Bí thư cho Nguyễn Phú Trọng, nơi thứ nhì là chính phủ của ông Phạm Minh Chính và nơi thứ ba là Tòa án Nhân dân tối cao. Trong đó Ban Bí thư chính phủ đều là bộ máy khổng lồ, còn Tòa án Nhân dân tối cao chỉ là một cơ quan chứ không phải là bộ máy. Nếu muốn có tương lai, ông Nguyễn Hòa Bình sẽ vào một trong hai nơi trên, chứ không thể ngồi lại chiếc ghế Tòa án Nhân dân tối cao. Chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao lâu nay chỉ dành cho Ủy viên Trung ương Đảng, còn ông Nguyễn Hòa Bình là Ủy viên Bộ Chính trị. Chức này quá lớn so với chiếc ghế chánh án. Vì thế, ông Nguyễn Hòa Bình nếu ngồi lại chiếc ghế chánh án thì trước sau ông cũng sẽ về đầu quân cho một trong hai bộ máy kia. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chưa tìm được bến đỗ. Thực ra vào Ban Bí thư dễ tiến thân hơn so với bảo chính phủ, nhưng hiện giờ Ban Bí thư không còn ghế trống nữa rồi. Ghế trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban nội chính, trưởng ban kinh tế đã có chủ. Còn lại ghế khác là không giá trị lắm so với chức Ủy viên Bộ Chính trị của ông Bình. Có lẽ vì thế mà ông Nguyễn Hòa Bình vẫn đang phần vần. Và nếu ông Nguyễn Hòa Bình mà vào chính phủ thì chức của ông sẽ là Phó Thủ tướng. Chức này rất ngon ăn vì nó chỉ còn cách chức Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính một bước chân mà thôi. Bản thân ông Phạm Minh Chính thì cũng muốn ông Nguyễn Hòa Bình về phe của ông để bên chính phủ có 5 Ủy viên Bộ Chính trị gần bằng số Ủy viên Bộ Chính trị bên Ban Bí thư. Tuy nhiên hiện giờ ông Phạm Minh Chính vẫn chưa phải là thế lực vượt trội đối với ông Nguyễn Phú Trọng để mà ông Nguyễn Hòa Bình có thể dứt bỏ ông Trọng ra đi.
Hành động ứng cử đại biểu Quốc hội duy nhất cho cơ quan Tòa án Nhân dân tối cao của Nguyễn Hòa Bình cho thấy ông chưa biết chọn ai nên ngồi tạm lại ở tòa án. Cuối cùng, người tưởng rằng đắt hàng đã trở thành kẻ ế khi chưa tìm được bến đỗ và minh chủ của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021 với bản tin Trọng chính rằng nhau Nguyễn Hòa Bình chưa chọn được minh chủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.